Hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đều hủy hoại sức khỏe của bạn. Để tăng cường nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới lấy ngày 31 tháng 5 là ngày Thế giới không thuốc lá. Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá, tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá phát động chiến dịch truyền thông năm 2019 với chủ đề Cuộc sống không khói thuốc. Chúng tôi tự hào là đại sứ đồng hành cùng Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế trong chiến dịch truyền thông này. Vì sức khỏe của chính bạn và sức khỏe của những người thân yêu của bạn, hãy cùng chúng tôi nói không với thuốc lá.